lễ khánh thành đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Dương. Tòa nhà trụ sở Hỏa Xa, công trình 106 năm tuổi, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp nhận để bảo tồn, lưu trữ và phát huy những giá trị về kiến trúc văn hóa. Bắt nguồn từ Nhật Bản, chủ nghĩa tối giản đã xuất hiện tại Việt Nam. Vậy thế nào là chủ nghĩa tối giản? Nội dung có ở phần sau của chương trình. Kính chào quý vị. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung chính có trong chương trình Nhật ký văn hóa giải trí tuần này. Rất vui được gặp lại quý vị với những sự kiện văn hóa nổi bật diễn ra trong tuần qua. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 135 năm ngày vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Dương 13 tháng 7 năm 1885, 13 tháng 7 năm 2020, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Dương tại khu di tích quốc gia Thành Tân Sở, thôn Mai Đàn, xã Cam Chính. Đền thờ được xây dựng trên diện tích 243 m2 tại di tích lịch sử quốc gia Thành Tân Sở với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục công trình, đền thờ, tường rào, sân trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ với trang thiết bị đồng bộ. Công trình hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ nhân dân địa phương, trong đó có sự đóng góp to lớn về tiền, công sức, trí tuệ của nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài huyện. Còn tại Hà Nội, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020, tại trường Hoa Lý Thái Tổ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm 70 năm sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong Việt Nam. Với hơn 200 tài liệu hiện vật hình ảnh tiêu biểu, triển lãm đã cho công chúng thấy được vai trò của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam trải dài từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đồng hành cùng đất nước trong công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Triển lãm có nội dung gồm 4 phần: lực lượng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1950-1954, lực lượng thanh niên xung phong xây dựng bảo vệ miền Bắc giải phóng miền Nam giai đoạn 1954-1975, lực lượng thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh từ năm 1975 đến nay và tiếp nối truyền thống thanh niên Việt Nam sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng. Thưa quý vị, tuần qua tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra triển lãm mang chủ đề Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ. Đây là sự kiện văn hóa đáng chú ý tại Đà Nẵng dành cho những ai quan tâm thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung này. Theo kế hoạch, triển lãm Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 200 văn bản, bản đồ, hình ảnh thể hiện chặng đường lịch sử hơn 700 năm qua của thành phố năng động miền Trung này. Các tài liệu được trưng bày theo 3 chủ điểm chính gồm Đà Nẵng, vùng đất và con người, Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc và Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và phát triển. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 19 tháng 7. Nhằm tạo không gian vui chơi cho trẻ em dịp nghỉ hè 2020, Ban Quản lý Phố sách Hà Nội kết hợp với 16 đơn vị xuất bản, phát hành, tổ chức chuỗi hoạt động vui cuối tuần cùng phố sách tại Phố sách Hà Nội từ ngày 18 tháng 7. Tại đây, các em nhỏ và phụ huynh sẽ được tham gia các hoạt động sôi nổi như trải nghiệm ghép tranh bằng chải, trò chơi dân gian, tân bóng nghệ thuật, giao lưu âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ nhạc truyền thống và hiện đại. Chuỗi hoạt động vui cuối tuần cùng phố sách sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 năm 2020. Xin được chuyển sang một số nội dung khác. Thưa quý vị, tòa nhà trụ sở Hỏa Xa tọa lạc tại khu vực chợ Bến Thành được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp nhận và bảo tồn để lưu giữ và phát huy những giá trị về kiến trúc văn hóa của công trình 106 năm tuổi. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận bởi số phận của công trình cổ này từng được đặt dấu chấm hỏi khi nằm ở vị trí đất vàng cực kỳ hấp dẫn cho các dự án xây dựng cao ốc hiện đại. Phản ánh của phóng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà hai lầu, mái ngói màu đỏ xây dựng theo kiến trúc Pháp tọa lạc tại góc đường Hàm Nghi và Quỳnh Thúc Kháng, quận 1 này chính là trụ sở Hỏa Xa Sài Gòn. Kiến trúc tòa nhà tuy đơn giản nhưng nổi bật, hài hòa với khu vực có chợ Bến Thành gần đó. Đến nay công trình đã có mặt tại đất Sài Gòn được 106 năm. Từ
Tôi đang đứng ở tòa nhà trụ sở Hỏa Sa. Trước đây là của công ty Hỏa Sa Đông Dương, khánh thành vào năm 1914 cùng thời điểm với chợ Bến Thành. Đây được xem là vết tích duy nhất còn lại về thời kỳ Hỏa Sa Sài Gòn, đang là mối quan tâm của nhiều người trước những thông tin công trình này sẽ được bảo tồn như thế nào trong tương lai. Công trình đang được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quản lý và sử dụng làm văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, được xem là di tích duy nhất còn lại về thời kỳ Hỏa Sa Sài Gòn. Công trình được đánh giá rất có giá trị lịch sử với thành phố nói chung và ngành đường sắt nói riêng. Cái tòa nhà đó, cái hội sở đó nó đã dung chứa khá nhiều những cái nội dung lịch sử và cái đó nó trở thành cái di sản của dân tộc, của lịch sử văn hóa của dân tộc mà thành phố này phải có trách nhiệm để giữ nó. Thế nhưng, số phận của công trình hơn trăm tuổi này khá chông chênh, nhiều lần từng lọt vào tầm ngắm của các dự án xây dựng cao ốc văn phòng hiện đại. Đề xuất mới đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh muốn tiếp nhận để bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị về kiến trúc văn hóa của công trình, bởi đây cũng là một di sản kiến trúc đô thị quý giá mà các thành phố khác ở Việt Nam và châu Á khó có được. Nơi ấy chúng ta có thể thay bằng cái việc xây dựng tòa cao ốc thì đấy trở thành một nơi tham quan du lịch, thậm chí là chúng ta triển lãm bảo tàng để giữ lại những cái nét về văn hóa. Chúng tôi không được chiêm ngưỡng hoặc là thành phố không sử dụng ở cái tòa nhà này để phục vụ những cái mục đích cho du lịch được, quả là một cái điều hết sức lãng phí. Mục đích của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giữ lại một di sản kiến trúc hồn cốt Sài Gòn. Cùng với đó, một phần của tòa nhà sẽ được trưng dụng làm bảo tàng ngành đường sắt phục vụ người dân, khách du lịch tham quan. Phần còn lại của trụ sở sẽ sử dụng làm trung tâm điều khiển tích hợp các tuyến metro của thành phố, vừa bảo tồn cũng vừa phát huy giá trị công trình. Thành phố Hà Nội chính thức được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo. Những năm qua, với nền tảng văn hóa truyền thống và đặc trưng hội tụ, kết tinh, lan tỏa, Hà Nội luôn là mảnh đất ươm mầm thu hút sức sáng tạo từ mọi miền đất nước. Sau thời gian dài tạm nghỉ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều không gian sáng tạo tại thủ đô đang tích cực khởi động trở lại, góp phần tạo cơ hội hưởng thụ văn hóa, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng. Lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống vùng Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, các tác phẩm trong triển lãm Xem đêm càng đêm ở không gian sáng tạo Manji đã tạo nên một không gian sáng tạo nghệ thuật đặc biệt bằng ánh sáng. Trải nghiệm tốt hơn cũng như là nhìn nhận những cái anh chị làm nghệ thuật đi trước là họ đã sáng tạo như thế nào, họ đã phát triển như thế nào và những cái nguyên liệu tài nguyên họ tìm kiếm để sáng tạo cái công việc nghệ thuật của họ ra sao, thì đây là một cái tôi nghĩ là đây là một cái không gian rất là tốt cho những người trẻ học nghệ thuật như tôi. Với những nghệ sĩ mà họ đang có thực hành, họ đang có cái bước tiến trong thực hành của họ và đến cái lúc mà cần phải giới thiệu nó cho công chúng cũng như tìm cái sự gọi là phản hồi lại, hồi đáp lại của công chúng, thì Manji sẽ hỗ trợ họ có phòng triển lãm và trưng bày triển lãm thường là trong vòng một tháng và mở cửa tự do. Tương tự với Manji, các không gian sáng tạo 60 giây Thổ Quang, Hà Nội cũng sớm khôi phục hoạt động, tạo thêm cơ hội nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng và ngược lại. Đôi khi mình cũng hơi dè dặt khi mà nghệ thuật được trình bày ở trong một số những cái là bảo tàng hay là gallery gì đó. Thế nhưng mà khi mà nghệ thuật được trình bày ở những không gian như thế này thì chắc chắn là nó sẽ đến gần hơn với người trẻ và người trẻ cũng sẽ có một cái cách tiếp cận dễ hơn. Những cái người sáng tác trong cái thực hành về nghệ thuật thị giác có thêm cái khả năng mà kết hợp với cả những ngành nghệ thuật khác. Thì tôi nghĩ cái xu hướng cái dịch chuyển như thế này mà cũng làm cho cái đời sống sáng tạo của các nghệ sĩ nó trở nên phong phú hơn và nó gần gũi với đời sống hơn. Theo Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có hơn 200 không gian sáng tạo, trong đó có 115 không gian sáng tạo ở Hà Nội. Nhiều không gian sáng đã trở thành thương hiệu văn hóa du lịch của thủ đô. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng là một ví dụ điển hình. Đáp ứng cái thị hiếu không phải chỉ cho người dân sở tại mà nó còn cho người dân tứ xứ và thậm chí quan khách quốc tế. Thế thì tôi cho là cái này nó có cái nét tích cực của nó. Nó thể hiện được cái sinh động của cái đời sống văn hóa trong cộng đồng. Các mô hình hoạt động mới mẻ của không gian sáng tạo đang ngày một hấp dẫn, góp phần tạo cơ hội hưởng thụ văn hóa, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng. Từ đó tiếp sức để phát triển đường dài, vươn tới những thành tựu sáng tạo ngày một cao và có tính hệ thống hơn.
Thưa quý vị và các bạn, bắt nguồn từ Nhật Bản, chủ nghĩa tối giản đã xuất hiện tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Và đối với những người theo lối sống này, không phải có bao nhiêu đồ đạc, mà chúng ta được giải thoát khỏi nhu cầu sở hữu vật chất và những suy nghĩ tiêu cực để con người tìm được ý nghĩa trong cuộc sống và quan trọng nhất là tìm được tự do về mặt tinh thần. Vậy thế nào là chủ nghĩa tối giản? Sống tối giản có đơn giản là sở hữu ít đồ vật hơn. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Không tivi, không sofa, mọi đồ vật trang trí cồng kềnh đều được loại bỏ, chỉ còn những đồ vật thật sự cần thiết. Đây là không gian kiểu mẫu mà những người theo chủ nghĩa tối giản như bạn trẻ này hướng tới. Với bản thân mình, với hai vợ chồng mình thì tự mình, chúng mình cảm thấy rằng là không có sofa cũng không sao, không có tivi cũng không sao. Và em bé thì chúng mình thích là dành thời gian để nói chuyện với em bé nhiều hơn là mua thật nhiều đồ chơi và cho em tự chơi của mình. Loại bỏ đồ đạc, giữ lại những thứ cần thiết nhất là bước đầu tiên trong hành trình tìm kiếm sự tối giản. Bắt đầu từ những vật dụng, đồ đạc gần gũi xung quanh, tiếp tục là những hoạt động hàng ngày và cuối cùng là sắp xếp lại các mối quan hệ. Ngày xưa mình có rất là nhiều đồ đạc, rất là nhiều những cái thứ vật chất xung quanh và rất là nhiều những cái mối quan hệ, có rất là nhiều bạn bè. Nhưng đến khi mà mình sống tối giản thì mình mới nhận ra rằng là thực sự có những cái đó nó không làm mình hạnh phúc. Mà bây giờ mình có nhiều thời gian để mình lắng nghe bản thân mình hơn. Cái gì là mình hạnh phúc, người nào, mối quan hệ nào khiến mình hạnh phúc. Theo cái lối sống tối giản nên bạn ấy cũng loại bỏ bớt một số những cái suy nghĩ không cần thiết, làm cho cuộc sống là suy nghĩ tích cực hơn. Cảm thấy là cái đấy là điều thay đổi nhiều nhất. Cái tối giản của bạn ấy nó cũng thay đổi mình, cũng làm mình cảm thấy là cuộc sống gọn gàng, ngăn nắp hơn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người đón nhận lối sống tối giản như một phong trào và bỏ dở giữa chừng. Nhiều người tiêu cực thì lại cho rằng đây là lối sống hà tiện và kham khổ, không hưởng thụ hết tiện nghi hiện đại. Những cái đồ đạc và mọi thứ mà vẫn mang đến cho mình cái năng lượng tích cực thì mà mình vẫn giữ lại nó bên mình thì nó vẫn là tối giản. Theo quan điểm của mình như thế. Nên là nếu mà các bạn mà có cái ý định là thử trải nghiệm cái lối sống này thì mình chỉ có một lời khuyên nhỏ là mọi người cứ từ từ lắng nghe bản thân mình xem mình mong muốn như thế nào. Và cái quan trọng nhất, dù các bạn chọn lối sống nào thì là vẫn là mang đến cho mình nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Bỏ bớt những thứ không cần thiết và từ đó có nhiều thời gian để tập trung vào những thứ đem lại cho mình sự hạnh phúc và năng lượng tích cực. Những suy nghĩ tiêu cực, mối quan hệ không tốt có thể gạt bỏ đi và chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết và quan trọng. Đó là mục tiêu mà những người theo chủ nghĩa tối giản hướng tới. Thưa quý vị, mùa hạ khắp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa rực rỡ màu hoa giấy. Đẹp và đặc biệt nhất là con đường hoa giấy chỉ dài 200m mang tên Bạch Thái Bưởi, nằm ở khu vực cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ, Hòn Rớ, cạnh dòng sông Quán Trường, xã Phước Đồng. Nơi đây trở thành điểm đến yêu thích cho những người dân thành phố biển và khách du lịch. Những phút cuối của chương trình, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng con đường được mệnh danh là đẹp nhất thành phố biển với những cánh hoa giấy rực rỡ sắc màu. Cứ vào hạ là cả con đường trộp màu hoa với nhiều tông màu khác nhau như hồng nhạt, hồng đậm, trắng muốt và tím hoa sim. Nhiều du khách nhận xét đường Bạch Thái Bưởi là con đường đẹp nhất Nha Trang, dù nhỏ và ngắn nhất thành phố. Tuy là ở một cái vùng đất mới dưới Hòn Rớ nhưng có những cái con đường như thế này thì rất là tuyệt vời, cho nên là tìm đến đây để có những cái bức hình. Như thế này thì người dân khu phố đây người ta cũng bảo vệ, những hoa giấy rớt xuống người ta cũng dọn dẹp sạch sẽ để cho môi trường nó sạch sẽ, là sức khỏe nó dồi dào. 60 cây hoa giấy trên đường Bạch Thái Bưởi vẫn đang nở rực rỡ trong nắng hè chói chang của thành phố biển. Vì vậy, nếu bạn và gia đình có kế hoạch đến Nha Trang du lịch trong mùa hè này, thì đừng quên đến với con đường hoa giấy đẹp như tranh này, check in và chụp cho mình những bức hình lưu niệm đẹp nhất. Chương trình Nhật ký văn hóa giải trí tuần này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2020.